sáu lối thoát cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Trong khi cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 dường như đã bước vào giai đoạn tiêu hào, có một số kịch bản có thể xảy ra sau đây như dự đoán của giới chuyên gia. Ngừng bắn Theo Seth Jones, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược cho quốc tế CSIS, nếu cuộc chiến đi vào bế tắc, có thể có một số thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, đó có thể không phải là sự kết thúc. Đó sẽ là tình trạng chiến tranh đang suy giảm, ít nhất là tạm thời và nó trở thành một thứ gì đó gần giống với một cuộc xung đột đóng băng có thể nóng lên hoặc hạ nhiệt, tùy thuộc vào các yếu tố, ông nói. Jones chỉ ra hai cuộc chiến tranh, chết nhà, diễn ra vào năm 1990. Nga đã đàm phán về một lệnh ngừng bắn vào năm 1994, kết thúc cuộc chiến đầu tiên, nhưng sau đó lại tái khởi động một cuộc chiến khác ba năm sau đó do tăng cường tấn công. Trong kịch bản này, Nga có thể hy vọng rằng Mỹ và các nước phương Tây khác sẽ không còn quan tâm đến cuộc xung đột và ủng hộ Ukraine, điều đó cuối cùng sẽ thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Nga và cho phép nước này tái chiếm lãnh thổ theo các lý tưởng mà họ muốn vào tháng 2, ông Trons nói. Một thỏa thuận hòa bình có khả năng chiến tranh sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình, mặc dù việc giải quyết là khó khăn vì các mục tiêu khác nhau của Nga và Ukraine và những gì cả hai đều coi là lãnh thổ hợp pháp của mình. Trons nói. Tôi nghĩ rằng ông Vladimir Putin đang ở quá sâu vào lúc này. Ông ấy đã cam kết quá nhiều giống luyến chính trị và quân sự ngay bây giờ để rút khỏi cuộc chiến mà không đạt được những thành công rõ ràng. Jones nói rằng, mặc dù không rõ ông Putin sẽ chấp nhận điều gì là thành công, nhưng ông có thể chấp nhận việc Nga chiếm các phần của Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson Oblast, những nơi mà sau đó ông có thể coi là mục tiêu đã định của mình. Câu hỏi phức tạp hơn là Ukraine sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì trong bất kỳ thỏa thuận của mình nào, Jones nói rằng sẽ gần như là tự sát về mặt chính trị đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào ở Kiev nếu họ trao lãnh thổ Ukraine cho đối phương. Nga chiến thắng Jones cho biết điều quan trọng cần lưu ý là Ukraine đã đạt được một chiến thắng đáng kể trong việc ngăn chặn Nga đạt được mục tiêu ban đầu. Có thể cho rằng ít nhất cho đến tháng 2 năm 2022, quân đội mạnh thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc là người Nga. Vì vậy, họ đã ngăn chặn một chiến dịch chấp nhoán của Nga nhằm chiếm thủ đô, lực độ chính phủ và sáp nhập nó vào Nga hoặc thành lập một chính phủ bù nhìn, ông nói. Hiện tại không chắc là Nga có thể xoay chuyển hoàn toàn cuộc chiến và đạt được các mục tiêu ban đầu của mình, nhưng họ có thể chấp nhận một chiến thắng dưới hình thức một thỏa thuận hòa bình. Trong đó, họ chiếm được nhiều lãnh thổ hơn so với trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nga trút lui Ukraine chiến thắng Jones cho biết chừng nào Tổng thống Putin còn nắm quyền lãnh đạo đất nước, rất khó có khả năng các lực lượng Nga sẽ rút lui hoàn toàn. Người Ukraine tin rằng chiến thắng hoàn toàn là có thể. Svitlana Modrenets, một nhà báo người Ukraine làm việc cho tạp chí tin tức The Spectator của Anh, đã phát biểu tại một cuộc tranh luận mang tên đã đến lúc tạo qua bình ở Ukraine. Theo đó, bà nói rằng kế hoạch không phải là những năm chiến đấu, mà là sự thất bại quân sự của Nga. Bà nhấn mạnh việc Moscow leo thang gần đây trên hành lang ngũ cốc là một ví dụ về sự yếu kém ngày càng gia tăng của Nga. Không rõ bên nào có thể cầm cự lâu hơn dù Nga đã chịu tổn thất đáng kể về binh lính và vũ khí. Theo quỹ Kenneth, di quả bình quốc tế, tướng mới được bổ nhiệm của Nga, ông Seth có kế hoạch xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và đóng băng chiến tranh một cách hiệu quả trong mùa đông. Tổ chức tư vấn cho biết, Nga sẽ không tìm cách bắt đầu bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào mới vào lãnh thổ Ukraine vào thời điểm này và sẽ dành thời gian để xây dựng lại khả năng chiến đấu của mình. Chiến tranh hạt nhân hoặc sự can thiệp của NATO Ông Putin đã nhiều lần đưa ra các mối đe dọa hạt nhân kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và tuyên bố rằng đó không phải là một trò lừa bịp. Các nước phương Tây và các chuyên gia bị chia rẽ về mức độ nghiêm trọng của việc thực hiện các mối đe dọa. Trump nói rằng những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đặc biệt nếu ông Putin cho nổ chúng ở những vùng lãnh thổ mà ông tuyên bố là của Nga, cũng sẽ có nguy cơ xảy ra bụi phóng xạ hạt nhân trên lãnh thổ Nga do khoảng cách quá gần. Nếu các lực lượng Nga phải đối mặt với một cuộc tập trận quân sự toàn diện, ông Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường, nhưng Trump cho biết những rủi ro của việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào. Jones cho biết vẫn chưa rõ liệu NATO có tham gia vào kịch bản đó hay không. Một quan chức cấp cao trước đây từng nói rằng một cuộc tấn công hạt nhân của Nga có thể gây ra phản ứng vật lý từ chính NATO. Tuy nhiên, Jones nói rằng việc NATO tuyên chiến với Nga có thể tạo ra một cuộc chiến lớn kéo theo các nước khác như Trung Quốc. Đây là kết quả mà tổ chức này có thể muốn tránh. Để tránh kịch bản đó, trước tiên NATO có thể sẽ chuyển sang gia tăng trừng phạt và hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Chiến tranh lâu dài không phải tất cả các cuộc chiến đều kết thúc với chiến thắng rõ ràng cho một bên. Một khả năng khác là giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt mà không có bất kỳ lệnh ngừng bắn hay dàn xếp nào. Theo Jones, điều này có thể kéo dài trong nhiều năm. Nó có thể liên quan đến các lực lượng đặc biệt chiến đấu qua lại trên các đường tiếp xúc, hành động du kích từ Ukraine trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và bắn phá tầm xa vào lãnh thổ Ukraine từ Nga hoặc Belarus. Trong giai đoạn hiện tại, cuộc xung đột dường như đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao. Thay vì chiếm thêm lãnh thổ, mục tiêu của Nga trong giai đoạn chiến tranh hiện nay dường như là làm suy yếu tài nguyên nền kinh tế và quân đội của Ukraine. Lật ngược tình thế trong cuộc chiến Nga-Ukraine Tờ Financial Times đã có bài bình luận về tình thế cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cho rằng Ukraine cần nhận được thêm nhiều diễn trợ trong năm 2023 để lật ngược tình thế với Nga. Hàng chục ngàn người đã không qua khỏi, hàng triệu người đã trở thành người tị nạn. Gần một phần sáu lãnh thổ Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đó chưa phải là tất cả những gì mà cuộc chiến của Nga ở Ukraine gây ra. Năm 2022 là năm chiến tranh quy mô lớn quay trở lại châu Âu. Cái nôi của hai cuộc xung đột toàn cầu của thế kỷ 20, Ukraine đã tồn tại với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và cho đến nay đã tránh được một cuộc chiến thảm khốc trên diện rộng. Mục tiêu cho năm 2023 phải là cung cấp cho Kiev tất cả diện trợ cần thiết để chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Kiev. Cuộc chiến Ukraine đã định hình lại trật tự thế giới, nhiều nước đang xem xét lại an ninh của họ như Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ trung lập để tìm nơi trú ẩn của NATO, Đức đã đảo ngược sự thận trọng phòng thủ của mình bằng việc cam kết hiện đại hóa quân đội trị giá 100 tỷ euro. Nhật Bản cũng đang đảo ngược chính sách 6 thập kỷ chủ nghĩa hòa bình và tăng cường chi tiêu quân sự nhằm chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Xung đột Ukraine đã tập trung sự chú ý vào Đài Loan như một điểm nóng tiềm tàng cho một cuộc đụng độ giữa các siêu cường. Mặc dù phải trả giá đắt, nhưng Ukraine đã giành được những chiến thắng thực sự là đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi cổng thành Kiev và đánh đuổi họ khỏi khu vực Kharkov và Kherson. Trên thực tế, một cuộc xung đột đã diễn ra từ năm 2014 đã củng cố bản sắc và ý thức về an ninh quốc gia của Ukraine. Tuy nhiên, những thành công trên chiến trường của Ukraine không có nghĩa là các đồng minh của Kiev có thể dễ dàng hỗ trợ những gì mà Ukraine cần. Đây cũng không phải là lúc xuất hiện một lệnh ngừng bắn hoặc đàm phán. Với việc Nga kiểm soát phần lớn trong số 4 khu vực mà nước này sắp nhập vào tháng 10, Cộng giữa Crimea và một phần phía đông Donbass đã chiếm giữ cho năm 2014 các điều kiện không phù hợp để Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Thay vào đó, các đồng minh của Ukraine nên làm mọi thứ có thể để đảm bảo nước này có thể để lùi bất kỳ cuộc tấn công mới nào và giành lại nhiều lãnh thổ hơn, mục đích là đặt Kiev vào một vị trí mà họ cảm thấy có thể đàm phán với thế mạnh nhất có thể. Điều đó có nghĩa là hỗ trợ ngân sách và trợ giúp các tài chính nhanh chóng để sửa chữa cơ sở hạ tầng. Điều đó cũng có nghĩa là các vũ khí phòng thủ phải tinh vi hơn, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hiện đã được Washington phê duyệt và các vũ khí tấn công. Ukraine cần tên lửa tầm xa, máy bay trực thăng và xe tăng. Mỹ và các nước khác đã ngừng ngại cung cấp những vũ khí như vậy vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, có khả năng gây ra xung đột giữa NATO và Nga hoặc trong nỗ lực chiếm lại Crimea mà ông Putin ám chỉ có thể gây ra xung đột hạt nhân sẽ là công bằng nếu Washington đồng ý riêng với Kiev về các quy tắc giao chiến đối với vũ khí mà nước này cung cấp. Nhưng mục tiêu là phải đẩy Nga trở lại ít nhất là trước ngày 24 tháng 2 năm 2022. Việc chống lại các khu vực phía Nam sẽ đặt Kiev vào tầm tấn công của Crimea, tạo cho nước này một lập trường đàm phán mạnh mẽ. Người dân Ukraine vào năm 2022 đã gây ngạc nhiên cho thế giới về độ kiên trì và Kiev đang chờ đợi được hỗ trợ gấp đôi vào năm 2023. Cựu cố vấn an ninh Mỹ, Ukraine muốn đàm phán hòa bình trước khi phương Tây mệt mỏi vì xung đột. Theo một cựu cố vấn an ninh Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đang đặc biệt muốn gửi tín hiệu tới châu Âu rằng ông sẵn sàng đàm phán hòa bình để tránh bị chỉ trích về một cuộc xung đột kéo dài. Trả lời phỏng vấn tờ Fox News, cựu trợ lý đặc biệt về an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush, Michael Allen cho rằng Tổng thống Zelensky đang tìm cách đưa Nga ra khỏi đất nước của mình trước khi phương Tây cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột. Tôi nghĩ rằng ông Zelensky biết ông ấy phải tiếp tục tiến lên và đưa Nga ra khỏi lãnh thổ của mình trước khi phương Tây mệt mỏi với việc tài trợ cho chiến dịch tại đất nước của ông ấy, ông Allen chỉ ra. Theo chuyên gia này, Tổng thống Zelensky đặc biệt muốn gửi tín hiệu tới người châu Âu rằng ông ấy sẵn sàng đàm phán hòa bình để tránh bị chỉ trích về một cuộc xung đột kéo dài. Đây là lý do tại sao Tổng thống Zelensky đề xuất một hội nghị thượng đỉnh hòa bình về phương mình trong một tuyên bố mới nhất đăng trên mạng xã hội Telegram, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại hiện Nga Ông Leonid Slutsky thì cho rằng đối với một Ukraine bị bên ngoài tác động, bất kỳ một cuộc đàm phán nào cũng không có giá trị. Theo ông Slutsky, Ukraine đang đánh mất chủ quyền và sự độc lập. Bên cạnh đó, đàm phán với giới lãnh đạo của nước này sẽ chẳng có giá trị gì chừng nào đất nước còn bị bên ngoài tác động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hai Diện Slutsky bình luận về tuyên bố của Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trên Stoltenberg. Trước đó, Tổng thư ký NATO phát biểu trên đài BBC rằng phương Tây nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để buộc Nga phải ngồi xuống bàn đàm phán, cũng như công nhận Ukraine là một quốc gia châu Âu có chủ quyền và độc lập. Theo ông Slutsky, Ukraine vẫn là một quốc gia và không ai thách thức tình trạng này. Mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là bảo vệ công dân Nga, chứ không phải để tiêu diệt Ukraine. Ông Slutsky nhấn mạnh, Kiev đang mất chủ quyền và độc lập nhanh chóng vì những người bảo trợ phương Tây. Hiện xung đột Nga-Ukraine bước sang tháng thứ 11, giới chiệt hai nước đột ngột thay đổi chiến thuật tấn công. Trong Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay không người lái tấn công cơ sở năng lượng của Nga, thì Nga cũng bắt đầu chú ý tới việc làm suy yếu năng lực tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái của Ukraine. Trong một diễn biến mới nhất, vào đêm giao thừa, quân đội Nga đã gánh tổn thức nặng nề khi Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS đánh trúng vào vị trí trú quân tạm thời của lực lượng Nga ở Donbass. Ngày 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 63 binh sĩ Nga không qua khỏi trong vụ tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine. Tình báo Ukraine tuyên bố nắm rõ mọi khu vực chứa khí tài hạt nhân Nga. Tổng cục tình báo chủ chốt HUR của Bộ Quốc phòng Ukraine biết rõ tất cả các địa điểm chứa khí tài hạt nhân ở Nga và đang giám sát các hoạt động tại đó. Theo tờ New Voice of Ukraine, thông tin trên do người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Vadim Skibitsky cho biết trên đài truyền hình quốc gia hôm 2 tháng 1. Ông Skibitsky nói, đầu tiên chúng tôi biết tất cả các địa điểm chứa khí tài hạt nhân. Thứ hai, chúng tôi biết số lượng và vị trí của các phương tiện mang khí tài hạt nhân cấp chiến thuật. Chúng tôi liên tục theo dõi mọi chuyển động của tất cả phương tiện này. Chúng tôi theo dõi các biện pháp tích cực mà Tổng cục trưởng Tổng cục 12 của Bộ Quốc phòng Nga phụ trách quản lý và kiểm soát việc bảo trì, phát triển và hoạt động của kho khí tài hạt nhân Nga có thể tiến hành hoặc đang tiến hành. Chính cơ quan này chịu trách nhiệm chuẩn bị và lắp đặt đầu đạn hạt nhân vào khí tài. Ông Skibitsky nói rằng Ukraine có kinh nghiệm giám sát tình báo về các cuộc tập trận chiến lược và quân sự khác của lực lượng hạt nhân được tổ chức từ năm 2014 trở về trước. Quan chức này nói, chúng tôi biết tất cả các vấn đề về quy trình, do đó HUR của Ukraine liên tục theo dõi thành phần hạt nhân của lực lượng vũ trang Nga. Theo ông Skibitsky, Điện Kremlin tiếp tục thực hiện các biện pháp thông tin nhằm cảnh báo và chứng minh khả năng họ có thể sử dụng khí tài hạt nhân. Ông Skibitsky cũng đảm bảo rằng Ukraine có một hệ thống cảnh báo liên quan và quân đội Ukraine đang cố gắng tìm ra tất cả các dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị cho khả năng sử dụng khí tài hạt nhân hoặc triển khai khí tài hạt nhân gần Ukraine hơn. Vào tháng 9, các quan chức tình báo Ukraine cho rằng nguy cơ Nga sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật nhắm vào Ukraine ở một thời điểm nào đó là rất cao ngay cả khi điều đó khó xảy ra trong thời gian gần. Trước đó ngày 7 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân gia tăng, song khẳng định sẽ không đe dọa sử dụng loại khí tài này một cách liều lĩnh, mà chỉ dùng khí tài hạt nhân để trả đũa. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định những cảnh báo liên tiếp của ông về kho khí tài hạt nhân Nga không phải là yếu tố kích động leo thang xung đột, mà là yếu tố gian đe. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng tuyên bố nước này chỉ coi kho khí tài hạt nhân của mình là phương tiện để trả đũa, không phải để sử dụng trước. Ông Putin khẳng định Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ và các đồng minh bằng tất cả các phương tiện có sẵn, đồng thời cáo buộc Mỹ mới là nước đã triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật tại các quốc gia khác. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba và thảm họa hạt nhân. Đầu tháng 12 năm 2022, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia sở hữu khí tài hạt nhân, ngay cả khi bắt đầu bằng khí tài thông thường, đều có khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Do đó cần phải tránh kịch bản này bằng mọi giá. Các nhà phân tích cho rằng kịch bản khí tài hạt nhân được sử dụng trên chiến trường Ukraine vẫn khó xảy ra bởi nó chứa đựng quá nhiều rủi ro về cả quân sự và chính trị. Ukraine nêu hai lợi thế lớn trước Nga trong cuộc chiến mùa đông ukraine thừa nhận mùa đông sẽ khiến cho lực lượng nước này và nga gặp khó khăn nhưng nhấn mạnh kiev có hai lợi thế quan trọng trước moscow văn phòng truyền thông chiến lược của văn phòng tổng tư lệnh ukraine startcom nhận định điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến nhịp độ chiến sự chúng ảnh hưởng đến cả hai bên và bên nào sẵn sàng tác chiến hơn trong những điều kiện thời tiết sẽ chiến thắng chúng ta có thể nói rằng những tháng mùa đông tới sẽ vô cùng khó khăn từ quan điểm quân sự stratcom nhấn mạnh theo cơ quan này, nhiệt độ thấp, thời gian bay ngắn, nhu cầu tạo ra điều kiện thuận lợi để triển khai quân, khối lượng công việc gia tăng cho các đơn vị chăm sóc sức khỏe binh sĩ được xem là có thể tác động tới chiến sự. Sự kết hợp của các yếu tố này sẽ làm giảm nhịp độ chiến sự giữa hai bên, nhưng Ukraine có hai lợi thế lớn. Thực tế là chúng ta đang bảo vệ lãnh thổ trước Nga và chúng ta đang chiến đấu với sự ủng hộ của toàn bộ người dân. Sự ủng hộ thực chất và hiệu quả từ cộng đồng quốc tế, Stratcom cho biết. Phía Kiev nhận định Nga có thể sẽ tiếp tục tập kích tên lửa Ukraine, đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Stratcom cũng cáo buộc sau khi đối đầu với Ukraine, Nga có thể sẽ làm gia tăng thêm bất ổn khu vực ở châu Âu, do đó có tác động tiêu cực đến cấu trúc an ninh đã được lập ra sau các sự kiện như Thế chiến thứ hai, sự tan rã của Liên Xô và một số xung đột khu vực ở châu Á và Trung Đông. Nhận xét về khả năng diễn ra đàm phán hòa bình với Nga, Stratcom nhấn mạnh Ukraine đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẵn sàng thương lượng, tuy nhiên Ukraine sẽ chỉ thực hiện các cuộc đàm phán có thể thực sự sẽ làm chấm dứt chiến sự và đảm bảo an ninh. Đây là điều kiện quan trọng được tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức công bố trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Nga, dưới hình thức một kế hoạch 10 bước chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đàm phán như vậy với các cuộc thương lượng nhằm tạm dừng chiến sự để tích lũy tài nguyên chuẩn bị lực lượng dự trữ để tiếp tục giao tranh chúng tôi không coi đây là đề xuất chấm dứt chiến sự và ukraine sẽ không chấp nhận điều đó strachan viết cơ quan này tuyên bố sẽ chỉ có một kịch bản duy nhất cho tương lai của cuộc chiến là lãnh thổ ukraine được giải phóng hoàn toàn